cái cảm giác lái phấn khích nhưng an toàn và tiết kiệm. Xin chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn trở lại với cái chương trình The Wheel của chúng tôi. Và chủ đề của ngày hôm nay chúng tôi sẽ thảo luận và chia sẻ thêm về các cái dòng xe sử dụng cái động cơ hybrid. Mà cụ thể chiếc xe xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay chính là chiếc Honda CR-V sử dụng cái động cơ hybrid. Và khách mời của chúng tôi ngày hôm nay đấy chính là thầy Phúc. Đối với những người lần đầu tiên đến với kênh của Auto Daily, em rất muốn là thầy giới thiệu lại cái chức danh của thầy và công việc của thầy để mọi người có thể nắm được các cái thông tin. Vâng. Trước tiên xin kính chào tất cả các quý vị độc giả. Tôi là Đàm Hoàng Phúc, hiện nay là phó giáo sư tiến sĩ đã đang giảng dạy tại chuyên ngành kỹ thuật ô tô tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Thì nếu như các bạn đã xem kênh của chúng tôi rồi, xem các chương trình trước đây thì chúng tôi cũng đã mời thầy Phúc chia sẻ rất nhiều về các chủ đề về hybrid và đặc biệt là chủ đề về xe điện và các cái dòng xe xanh. Thế cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn về dòng xe hybrid ạ. Ở cái góc độ nghiên cứu giảng dạy thì thầy có thể chia sẻ giúp em là cái xu thế của dòng xe hybrid chung trên thế giới và tại Việt Nam nó phát triển như thế nào và cái tương lai dưới cái góc nhìn của thầy được không ạ? Cái việc xe hybrid này nó ra đời cũng khá là lâu rồi. Và trên thế giới thì thời kỳ đầu của những năm 2000 người ta đã vẫn coi xe hybrid là một dòng xe điện. Đấy, để cắt giảm ô nhiễm không khí rồi cắt giảm cái sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch thì cái phương án mà dẫn động bằng điện cho các cái phương tiện giao thông vận tải đang là một cái giải pháp tối ưu. Chính vì thế những thời kỳ đầu của xe điện thì người ta lại dùng xe hybrid vì nó kết hợp giữa động cơ xăng và điện, làm cho cái động cơ xăng nó hiệu quả hơn và tiết kiệm được nhiên liệu nhiều hơn so với xe truyền thống. Thì còn về Việt Nam chúng ta thì cái xe hybrid nó bắt đầu vào thị trường chúng ta cũng có lần đầu xuất hiện thì cũng khá lâu rồi. Thế tuy nhiên nó là một cái công nghệ mới và cái giá thành nó cao nên nó có những cái rào cản nhất định. Tuy nhiên những năm gần đây thì chúng ta đã thấy sự trở lại của xe hybrid bùng nổ ở thị trường Việt Nam rất lớn. Năm vừa rồi là chúng ta lần đầu tiên là Hiệp hội Vama đã công bố những cái xe hybrid bán ở thị trường Việt Nam. Và đó là những con số rất là ấn tượng. Tôi nghĩ là chúng ta là nước đi sau mọi người và chúng ta cũng sẽ con đường giống như các nước trên thế giới là sẽ phát triển xe hybrid. Có thể nói trong cái thời điểm em có theo dõi về ngành thì trong khoảng hơn một năm trở lại đây thì người dùng và những khách hàng đã bắt đầu quen với cái việc là sử dụng những cái dòng xe hybrid và nhận ra được nhiều cái giá trị của xe hybrid cũng như thầy vừa chia sẻ. Tuy nhiên là đối với nhận định như thế nào của thầy về cái sự xuất hiện của dòng hybrid của Honda, mà cụ thể ở đây chính là chiếc xe Honda CR-V. Mọi người có cái khái niệm là xe hybrid là giữa xe động cơ đốt trong và một động cơ điện. Tuy nhiên thực tế là giữa xe hybrid thì nó có rất nhiều cấu hình khác nhau, nhiều sự phân loại khác nhau. Bởi vì mức độ tiết kiệm nó là nó phụ thuộc vào cái công suất, giữa tỷ lệ giữa công suất động cơ điện và động cơ đốt trong. Rồi sự kết hợp, phương pháp kết hợp giữa động cơ điện và động cơ đốt trong như thế nào thì nó sẽ cho ra những cái hiệu suất khác nhau. Một trong những cái mà hiệu suất của hybrid cao nhất người ta gọi là full hybrid, tức là cái tỷ lệ công suất của động cơ điện phải lớn, đủ kéo cái xe đi thì lúc đó gọi là full hybrid. Thì những cái dòng xe như thế là một cái dòng xe có cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu là tốt nhất. Bên cạnh đó lại còn phải phân loại ra cái việc kết hợp giữa động cơ xăng và động cơ điện như thế nào. Có thể kết hợp theo dạng phương thức nối tiếp hay song song hay là phức hợp. Thì với các cái phương án đấy khác nhau thì nó sẽ cho ra những cái hiệu quả tiết kiệm lượng khác nhau ở từng cái đoạn đường, cung đường đi khác nhau. Đấy, thì với cái xe Honda CR-V này thì tôi nghĩ rằng là cái công suất của nó động cơ điện khá là lớn. Nó là từ đầu tiên là một xe full hybrid, cho nên là khả năng tiết kiệm nhiên liệu của cái dòng đây là khả năng cao nhất trong cái loại các loại xe hybrid. Và phương án kết nối của đây thì theo tôi nghĩ thì nó kết nối được cái phương pháp là nối tiếp. Đấy, và nối tiếp nhưng vẫn có thể kết hợp được cả động cơ lẫn gì động cơ điện lẫn động cơ đốt trong kết hợp với nhau. Và cái công suất của động cơ điện nó khá là lớn, nên chính vì thế là khả năng vận hành của nó sẽ thiên về ô tô điện nhiều hơn là một chiếc xe động cơ đốt trong. Trong suốt cái lộ trình chúng ta đã chạy từ Hà Nội này, đi qua đường cao tốc, đi đường lên dốc, xuống dốc, rồi tăng tốc, đường hẹp, đủ các điều kiện đường, thì có thể nói rằng là cá nhân như em cầm lái cũng như thầy cầm lái thì em thấy rằng là không biết cái cảm nhận của em thôi nhá, thì em cảm nhận như là chiếc xe này dùng cái động cơ điện rất rất nhiều trong cái quá trình mà chúng ta đi. Và đặc biệt là nhất là khi mà xuống dốc nữa chẳng hạn,
thì cái giá trị của những cái việc mà sử dụng cái hybrid này nó mang lại cụ thể trên cái xe này nó là gì, thầy có thể tổng kết giúp em trong cái quá trình chúng ta đã lái thử. Chúng ta vừa quá trình lái thử thì nó ta cứ tạm thời chia xe, cái xe nó đi thẳng thì chia ra hai trạng thái tăng tốc, trạng thái bình ổn và trạng thái giảm tốc. Vâng. Thì trạng thái tăng tốc do cái động cơ điện nó rất là mạnh mẽ và phản ứng rất là nhanh. Vâng. Cho nên là khi bạn đạp ga nó sẽ là rất là mềm, mềm chân ga. Vâng. Bạn đạp ga đến đâu thì xe nó đi đến đấy. Đấy, chúng ta sẽ nhìn ngay được trên cái công tơ đồng hồ về công suất. Khi chúng ta đạp ga là cái công suất nó cũng đi theo luôn cái chân ga của chúng ta. Vâng. Khiến cho chúng ta lái xe nó thoải mái hơn. Và khi đặc biệt là yêu cầu thì chúng ta cần vượt trên một cái chiếc xe dài hoặc tăng tốc đột ngột, khi chúng ta đang đi khoảng 70-80 km/h mà chúng ta tăng tốc nó vượt một cái xe khác thì nó giúp cho chúng ta vượt được dứt khoát hơn. Cái điều đó là một cái điều làm cho người lái sẽ rất là chủ động và nó mang tăng tính năng an toàn khi chúng ta vượt chướng ngại vật hoặc là vượt dốc. Thì đấy là cái quá trình tăng tốc. Còn quá trình mà chúng ta đi bình ổn thì bởi vì bản thân cái xe này, cái động cơ điện của nó khá là lớn, công suất là lớn, cho nên là một mình nó cũng đã có thể kéo được cái xe đi rồi. Và lúc đấy là gần như động cơ đốt trong không cần phải hoạt động. Đấy. Và đến tiếp là xuống dốc hoặc là chúng ta giảm tốc phanh thì cái động cơ điện nó sẽ trở thành một cái phanh tái tạo để nó tích lũy cái năng lượng ấy nạp lại cho pin. Và chính vì thế là cái năng lượng của điện đấy nó sẽ được dự trữ dùng cho lần sau. Nó tương đương với chúng ta đổ xăng. Và cái khái niệm đấy chúng tôi gọi là cái khái niệm, tôi gọi là đó là khái niệm gì? Chúng ta đổ xăng không dừng khi chúng ta giảm tốc. Chúng ta trải nghiệm với một con dốc dài nó sẽ làm giúp chúng ta tiết kiệm năng lượng rất là nhiều. Một cái nữa là khi mà cái xe hệ thống điện nó hỗ trợ cho phanh, nó thực sự phanh tái tạo thì hệ thống phanh chính sẽ giảm tải cho phanh chính. Thì phanh chính sẽ không phải làm việc nhiều thì nó sẽ được hai yếu tố. Thứ nhất là độ mòn của nó sẽ ít đi. Đấy, tuổi thọ của hệ thống phanh nó sẽ kéo dài ra. Và một yếu tố liên quan đến an toàn nữa là chúng ta đi dốc dài thì chúng ta không bị nóng phanh và không bị những cái trường hợp gọi là mất phanh, giúp cho người lái không cần phải yêu cầu những kỹ năng đặc biệt khi chúng ta đổ dốc dài. Thì ở đây chúng tôi muốn nói một cái yếu tố như thế này là từ đi từ quãng đường A đến điểm B rồi đúng không ạ? Từ điểm A đến B. Thì cái mô hình hybrid của Honda CR-V chúng ta có thể đâu đó sử dụng tới khoảng 70% không? Tôi đoán 70%. Khoảng 70% là dùng cái năng lượng điện, cụ thể là động cơ điện. Nhưng với những cái mô hình hybrid khác thì nó đâu đó nó chỉ nằm ở đây. Đúng rồi. So với cái việc là ở đây tôi nằm ở đây. Đúng rồi. Đấy, thì ở đây là một trong những cái chúng tôi muốn muốn truyền tải cái thông điệp. Tất nhiên là để đo được cụ thể như thế nào thì sẽ phải có những cái chương trình dùng những cái thiết bị đo và chuyên sâu hơn nữa để có thể chia sẻ, đúng không ạ? Đó. Thế thì ở đây chúng ta quay lại cái mức là có thể lên đến 70% ở cái góc là dự đoán của thầy và cái góc dự đoán của em qua cái chương trình trải nghiệm vừa rồi. Thế thì có cái cách nào để chúng ta nhìn ở cái phần cứng, ví dụ như có thể là pin, ví dụ như cái bằng cái cách nào đó ở nhìn cái khoang động cơ chúng ta chỉ ra một số cái phần cứng mà nó thể hiện được cái tinh thần là 70% này không ạ? Là cái con số dự đoán á. Thực ra là nhìn cũng được, nhưng chúng ta sẽ nhìn ngay vào những cái thông số kỹ thuật. Vâng. Đó là công suất động cơ điện và công suất của khối pin. Vâng. Nếu công suất khối pin lớn và công suất của động cơ lớn thì cái khả năng mà 70% này nó sẽ là cao lên. Vâng. Đấy, còn nếu mà dung lượng pin nhỏ, công suất motor nhỏ thì anh không cách nào anh có thể đẩy được cái thời gian mà nó tự vận hành lên được. Vâng. Tức là ở đây là cái phần cứng nó tốt. Nó tốt. Cũng như là một quả táo như thế này, nó phải ngon thì mình ăn mới ngon được. Đúng rồi. Ok, thế thì chắc là em xin phép là mời thầy ra, mình có thể mở cái khoang máy lên và xem cái phần là pin. Nếu chúng ta đọc được những cái chỉ số như vậy. Đây, em nghĩ là cái phần pin nó sẽ nằm ở dưới đây đây. Ok, đó. Đúng rồi. Ta sẽ thấy ngay là đây khối pin này sử dụng pin gì? Lithium. Đấy, điện áp có từ 100 cho đến 500V. Còn cái công suất thì tí nữa chúng ta sẽ trích lại ở trong tài liệu. Vâng, phải thông số. Thì ta nhìn thấy đầu tiên là cái khối pin này nó khá là nặng, bởi vì xe này nếu mà so với xe bản thường nó nặng hơn khoảng 100 cân. Vâng. Thì một phần lớn là khoảng trọng lượng của khối pin này. Vâng. Nó đặt ở vị trí này chúng ta sẽ thấy ngay là nó đặt ở phía là nó làm cho cái xe này trọng tâm nó thấp xuống. Vâng. Và cái tính ổn định của xe nó sẽ cao lên. Điều đấy lý giải là trong các cái đoạn đường cua ấy mình cua nó tức là nó ổn định, ổn định hơn. Nó ổn định hơn rất nhiều. Tức là cái này nó khoảng so với chiếc CR-V mà không dùng cái động cơ hybrid nó độ lệch nó khoảng 100 cân. 100 cân. Trong khi một chiếc xe thuần điện ví dụ như pin nó rơi vào khoảng 75 kW đi. Thì nó rơi vào khoảng 5 đến 700 cân không? Cũng khoảng tầm đấy. Đấy, khoảng 5 đến 700. Khoảng nếu mình lấy cái mốc đó khoảng 600 cân mình dự đoán đi. 600 cân thì chiếc này cũng đã bằng 1/5, 1/6 của một chiếc xe điện rồi. Đúng rồi. Nhưng ở đây em lại đang hiểu thêm một vấn đề là trong cái quá trình thực tiễn mình trải nghiệm
thì chiếc xe này sử dụng năng lượng điện lên đâu đấy có những cái thời điểm, những cái quãng đường mà lên đến 70%. Ừ. Thì như vậy là cái hiệu suất của nó là tốt ý. Suất nó tốt mà. Vâng, ừ. Suất nó rất là tốt. Thì đó là một trong những cái điểm mà ở đây là cái góc nhìn và cái dự báo của mình khi mà mình đi trên một cái lộ trình như vậy. Tất nhiên là em vẫn mong muốn có một cái chương trình chuyên sâu để đo. Cho nên nếu nói rằng là ở đây xe hybrid là không phải là chiếc xe điện thì đôi khi, tức là ở đây có thể nói là đây là một phần của chiếc xe điện. Đúng rồi. Một phần của một chiếc xe điện. Và không phải sạc. Không phải sạc. Không phải sạc. Ừ. Ở góc nhìn của thầy thì những cái dòng xe hybrid này thì tại điều kiện Việt Nam, cái mức độ thích hợp nó sẽ là như thế nào trên cái tổng giá thành mình phải bỏ ra? Như tôi nói ngay từ đầu ấy, là cái xe hybrid là một cái công nghệ hybrid, là cái công nghệ để chuyển tiếp khi từ xe động cơ đốt trong sang xe điện. Bất kỳ thị trường nào là điều vậy. Và tại thời điểm Việt Nam hiện nay thì cái việc để sử dụng phát triển xe hybrid để nó cho người dân nó quen dần sang xe điện sẽ là một cái điều chắc chắn yếu sẽ xảy ra. Bởi vì xe hybrid thì nó không phụ thuộc vào hạ tầng. Đấy là cái điều chắc chắn. Và tuy nhiên tại thời điểm này thì nếu năm 2 năm vừa rồi là chúng ta thấy cái doanh số xe hybrid nó tăng lên. Thì tuy nhiên tôi vẫn đánh giá đấy là nó bắt đầu thôi. Tôi sẽ dự đoán khoảng 3 năm nữa thì nó mới là bùng nổ về thị trường hybrid. Tức là đây là cái thời điểm mà bắt đầu là đi lên của dòng xe hybrid, nó sẽ đi lên rất là mạnh mẽ tại điều kiện Việt Nam. Cho nên chính vì vậy cái sự xuất hiện của Honda CR-V, cái bản hybrid này cũng là tăng thêm cái sự lựa chọn cho quý vị và các bạn. Cho những người mà đang mong muốn tìm một chiếc xe nó thỏa mãn cái yếu tố là vừa tiết kiệm này, trải nghiệm mượn mạ kiểu như là xe điện này. Đấy, nhưng lại không phải sạc. Đúng rồi. Và chúng ta sẽ xem tiếp cái phần cứng ở trên cái khoang máy này. Đây ạ. Thì để nhìn về trong khoang này chúng ta sẽ thấy có những cái đặc điểm rất là đặc biệt của ô tô điện hay cũng như hybrid nó được ở trong này. Ta sẽ thấy ngay những cái đường màu cam này chính là đường dòng điện cao áp. Thì dòng điện cao áp ta thấy có hai dòng. Thì dòng thứ nhất là chuyển về đến cái motor. Nói là cái công suất lớn, motor lớn, và chúng ta chỉ nhìn cái kích thước của nó cũng khá là to ở đây. Đấy. Thật thứ hai, dòng cao áp thứ hai là nó nằm vào xuống cái lốc điều hòa này. Và nó sẽ khác với động cơ đốt trong truyền thống là lốc điều hòa này sử dụng lốc điện. Cho nên cái việc điều khiển nó nhanh và nó rất là chính xác. Do vậy là cái chúng ta đi thấy cái điều hòa của này mát rất là sâu. Rất mát, rất sâu. Thì đó là một trong những ưu điểm của lốc điều hòa điện. Thế còn đối với hệ thống phanh, nhìn đây thì thông thường bình thường xe động cơ đốt trong là người ta dùng phanh trợ lực chân không. Những hệ thống này thì bởi vì sẽ rất nhiều lúc của động cơ này nó không hoạt động, cho nên nó không có chân không từ động cơ. Chính xác là như vậy. Đúng rồi. Và trên là phải dùng bằng gì? Bằng phanh điện. Phanh điện. Và cái phanh điện, đây là bộ phanh điện này. Và bên này thì vẫn là bộ ABS và phân chia EBD được phanh truyền thống. Như vậy sự kết hợp hai cái được điều khiển bằng điện thì cái sự điều khiển phanh nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Bộ này cũng là của Bosch. Ở đây chắc là chúng ta sẽ đi sâu về các cái chỉ tiêu, về cái chỉ tiêu kỹ thuật, cái chỉ số về kỹ thuật. Ví dụ như chiếc xe này là để nói hybrid thì là coi như là em luôn là nghĩ trong đầu là một chiếc xe xăng và một chiếc xe điện nằm trên chiếc xe này. Nhưng mà đến với các chỉ tiêu kỹ thuật thì chúng ta sẽ dùng cái tài liệu của chính hãng công bố. Thì thầy có thể xem cái tài liệu đấy, thầy chia sẻ thêm giúp em về cái vì sao nó lại mang lại cái giá trị ưu việt là như vậy. Như vậy tôi nói rằng là chúng ta khi mà chúng ta muốn vượt một cái xe khác ở một cái tốc độ cao. Thì với tốc độ cao rồi chúng ta muốn vượt là chúng ta cần công suất lớn. Thì chúng ta nhìn thấy ngay là cái motor điện chúng ta đây là 181 mã lực ở cái giải vòng tua từ 5.000 cho đến 8.000 vòng phút. Tức là nó có thể duy trì được công suất cao ở một cái giải vận tốc rất là lớn. Từ vận tốc, cái giải vận tốc cao. Tuy nhiên động cơ đốt trong bình thường, ngay cả của cái xe này, động cơ đốt trong của họ chỉ có 146 lực và chỉ được một điểm duy nhất là 6.100 vòng phút mà thôi. Cho nên là cái motor điện này sẽ hỗ trợ cho động cơ đốt trong trong khi mà chúng ta tăng tốc, nó vượt lên bởi vì nó duy trì được cái giải vận tốc, giải công suất lớn ở những cái giải vận tốc lớn. Nó khác với động cơ đốt trong ở cái chỗ đấy. Tức là ở cái phần mà giống như mình chạy bộ, tức là ở cái tốc độ mình có thể đang chạy pay tốc ví dụ mình hay gọi là thuật ngữ là pay đi. Pay 10 về đến pay 7 rất nhanh, nhưng từ 7 về đến 5 nó là một vấn đề. Đúng rồi. Và huy động một cái tức là mình phải thở phi phò nhiều hơn. Mà từ 5 về đến 4 và từ 4 về đến 3 thì khủng khiếp luôn, nó đạt đến cái ngưỡng giới hạn. Thế thì chính vì vậy nếu như mình hình dung là mình có thêm được một cái motor hoặc một cái bộ phận nào đấy hỗ trợ mình, đẩy mình hoặc chạy trên một cái băng truyền nào đấy thì mình sẽ có thêm được cái tốc độ để mình giảm bớt cái năng lượng của mình phải tiêu thụ đi, đúng không ạ? Một cái nữa là động cơ đốt trong của đằng này cũng là trên xe hybrid thì nó lại có một cái điều đặc biệt khác. Thứ nhất là sử dụng gọi là phun xăng trực tiếp.
những xe phun xăng trực tiếp vào buồng đốt đó là đã có tiết kiệm nhiên liệu rồi. Vâng. Và cái thứ hai nó lại chu trình sử dụng cái chu trình Atkinson. Chu trình Atkinson là gì ạ? À, chu trình bình thường các xe động cơ đốt trong là chúng ta bình thường chúng ta sử dụng nó có hai loại chu trình ô tô và chu trình Atkinson. Chu trình ô tô thì nó cho được cái công suất lớn, tuy nhiên là hiệu suất nó không cao. Đấy. Thì đối với cái xe hybrid, bởi vì nó đã có hỗ trợ của động cơ điện, xe hybrid được hỗ trợ động cơ điện nên người ta sẽ sử dụng được chu trình động cơ đốt trong ở chu trình Atkinson. Chu trình Atkinson có nghĩa là cái chu trình đấy, cái kỳ hút nó ít và kỳ giãn nở nó nhiều, nó làm cho hiệu suất động cơ rất là cao, đẩy hiệu suất động cơ cao lên nhưng công suất cực đại thì giảm xuống. Từ anh bạn cứ tưởng tượng là gì, một anh này về cơ bắp không đủ khỏe đủ nặng nhưng mà anh ấy rất là hiệu suất. Cho nên là anh công suất yếu nhưng hiệu suất cao, thì cộng với một anh gì motor điện thì công suất khỏe, hiệu suất cao, và hai cái đấy kết hợp được với nhau trở thành một cái gì, một cỗ máy vừa công suất cao và vừa hiệu suất cao. Vâng. Ở đây là trong một cái điều kiện chúng ta thử cái điều kiện thực tế là sử dụng cái sensing trên cao tốc. Vậy thì cái tác động của cái động cơ hybrid với cả CVT nó có mang lại cái giá trị gì không ạ? Khác biệt so với những cái mà sử dụng các cái ví dụ như không có hybrid. Đây chúng ta nhìn nhé, tình huống này xe này đang định đè đầu mình. Vâng. Đấy, tuy nhiên mình để sensing và tức là trong tình huống vừa rồi giao thông khá là phức tạp nhưng mà khi mình bám được vận tốc tốt. Vâng. Ví dụ như bình thường mà tôi lái nhé, là tôi sẽ đệm phanh, tôi nhường xe kia hay như thế nào đó. Vâng. Có, hoặc là tôi tăng tốc, tôi đè vượt lại đó. Đấy, tuy nhiên là cái việc bám vận tốc của chúng ta nó rất là mềm mại. Cho nên là dẫn đến là cái xe kia nó cũng vẫn phải giữ khoảng cách an toàn và nó không đè được vượt mình. Vâng. Nhưng mình cũng không bị quá nguy hiểm. Nếu bình thường một trong hai tình huống xảy ra, một là tôi sẽ đạp thêm ga để tôi đè đầu nó vâng. Đè ngược lại thì cái điều đấy cũng không tốt. Và thứ hai là tôi đệm phanh để gì nhường hẳn nó thì cái khoảng cách rất là ngắn thì vâng. Cũng không tốt cho cả cái xe kia vâng. Nhưng mà khi chúng ta giữ được đều khoảng cách ổn định này thì gần như là chúng ta không phải phản ứng gì vâng. Và đó cũng sẽ mang lại một cái giảm bớt những cái nguy cơ tiềm ẩn giao thông vâng. Và để làm được vậy thì chúng ta vừa rồi chúng ta cảm giác là xe nó rất là mượt mà, bởi vì nếu chúng ta nhìn được thời điểm đấy là hoàn toàn là động cơ điện nó đang hỗ trợ. Việc điều khiển động cơ điện nó rất là hợp lý với chính mình vâng. Cái điều khiển động cơ điện nên nó có hai thứ là tăng tốc cũng thế và phanh đấy. Khi phanh thì nó kích hoạt phanh tái tạo đấy, nó kích hoạt phanh tái tạo bằng điện thì nó cũng điều khiển rất là mệt mượt vâng. Hơn so với cả cái hệ thống điều khiển bằng động cơ đốt trong vâng. So với xe mà thuần động cơ đốt trong vâng. Thì cái điều đấy nó sẽ cho chúng ta cái cảm giác nó không bị giật xe hoặc là nó gây cho chúng ta cảm thấy nó bất ngờ vâng. Cái giá trị của cái việc là ở đây ý em cũng muốn nói rằng là điện khí hóa đúng không ạ, yếu tố về điện nó cũng sẽ có một cái giá trị khi mà kết hợp cùng với cả cái sensing đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Thực ra đó nha, nó cái sensing có thể rất tốt. Mình cứ tưởng tượng là giống như mình nha. Vâng. Là sensing là cảm giác các giác quan mình rất là tốt, nhưng cái cơ bắp của mình nó yếu, nó chậm thì người ta điều khiển nó vẫn bị trễ. Vâng. Thế nhưng mà đối với cái động cơ điện là cái sự phản ứng nó lợi thế nhất của động cơ, các loại động cơ điện đó là cái phản ứng nó rất là nhanh. Vâng. Cho nên là khi anh nắm bắt được và anh điều khiển nó gần như là tức thì vâng. Và dẫn đến là cái sensing của thiết bị với sensing của con người nó giống nhau rồi, và cái phản ứng của cái cơ cấu chấp hành nó cũng giống với con người nữa, thì dẫn đến là người và xe nó dễ hòa quyện với nhau. Ở đây đang là một cái tình huống rất là thực tế là tắc đường phía trước và mình đang chạy đều ở tốc độ cao và lập tức nó giảm ngay về 20 đến 30 km tốc độ trung bình trên giờ km/h. Và đây ở tốc thấp, là cái phần khó điều khiển nhất đúng không? Đúng rồi. Của cái sensing thì ở đây mình có thể thấy là nó khá là mượt đúng không ạ? Cái này là cái cảm nhận thật. Và đây này. Đây là toàn bộ là đang chạy bằng vừa rồi là toàn bộ chạy bằng điện đúng không ạ? Đúng rồi. Tái tạo. Và đây là vẫn đang ngày điện, nữa là tái tạo nó phanh lại. Vâng. Bây giờ chúng ta lại bắt đầu chuyển động thì nó lại sẽ dùng điện nó làm gì? Đấy. Ở cái tốc độ này đang chạy là hoàn toàn là gì đấy ạ? Hoàn toàn bằng điện. Hoàn toàn bằng điện. Ở tốc độ bây giờ chúng ta đang 68 km/h. Vâng. Động cơ đốt trong này. Vâng. Thì nó lại đang dùng hộp chứa là CVT nữa. Đấy, cho nên là nó kết hợp với điện và động cơ nó khá cái việc chuyển số của nó hoặc là kết hợp với nhau cũng khá là mượt, là vẫn phát huy được cái ưu điểm về hộp số CVT. Một cái điều nữa là đối với xe này thì thực ra là cái nhược điểm lớn nhất của CVT chúng ta biết là nó hay bị trượt hoặc là nó không truyền tải được công suất cao. Vâng. Tuy nhiên là thằng này có cái
nếu mà chúng ta nhìn kỹ là cái động cơ điện hàng ngày cái moment nó rất là lớn. Vâng. Trong khi đó là động cơ đốt trong của nó cái moment nó nhỏ. Vâng. Đấy, công suất nó không cần phải nhiều. Cho nên là cái sự trượt hoặc là cái tuổi thọ của CVT, cái động cơ điện nó sẽ hỗ trợ cho cái hộp số CVT sẽ bền hơn và cái giảm hết được các cái nhược điểm của hộp số CVT truyền thống. Tức là nó giữ lại được những cái ưu điểm lớn nhất của CVT và cái động cơ điện sẽ giảm những cái nhược điểm của CVT. Của CVT. Và đấy là cái giá trị của sensing. Tức là đối với một cái xe khi mà đưa vào sử dụng, ta sẽ có thêm các cái vấn đề trong cái quá trình đi trên đường thực tế là tăng tốc như thế nào, giảm tốc như thế nào. Thì trên đường này chắc là em sẽ mời thầy thử là chúng ta sẽ tăng tốc nhanh xem về cơ bản là cái hybrid nó mang lại cái giá trị gì. Và tại sao hybrid và kết hợp với cái nền tảng nữa. Ở đây mình muốn nói là về phần cứng nữa. Là về phần khung gầm, treo vân vân ấy, thì nó sẽ mang lại cái giá trị gì khi mà chúng ta sử dụng trong cái điều kiện lưu hành thực tế và nó mang lại cái giá trị gì so với những cái mẫu xe mà không có hybrid trong cùng phân khúc. Ok, nào. Bây giờ nhá, một cái tình huống rất là thực tế và chúng ta hay đi này. Ví dụ chúng ta đang đi ở tốc độ 60 km/h, đây là 68 km/h. Đã. Và tôi sẽ đạp ga nhanh để tôi tăng tốc. Thì như vậy là cái việc gọi là độ trễ của cái xe này nó phản ứng chúng ta lên rất là nhanh. Và ví dụ trong tình huống mà chúng ta cần vượt một cái xe công dài thì cái điều này nó sẽ phát huy hiệu quả rất là tốt và nó mang lại một cái sự an toàn tối đa, an toàn hơn cho chúng ta khi chúng ta vượt những cái xe dài và chúng ta cần huy động công suất cao và nhanh. Cái sự đáp ứng huy động công suất cao cùng một lúc và cái đáp ứng rất là nhanh giữa động cơ điện và động cơ đốt trong sẽ giúp chúng ta vượt xe và tăng tốc khá là nhanh, mặc dù điểm xuất phát chúng ta ở vận tốc thì khoảng 70 km/h. Còn thường ấy, thì chúng ta sẽ có cảm giác là cái tăng tốc nhanh ở vận tốc chậm thì nó dễ hơn rất nhiều, nhưng mà tăng tốc nhanh ở vận tốc cao thì nó đòi hỏi cái công suất lớn hơn rất là nhiều. Đấy, thì cái sự kết hợp giữa động cơ đốt trong và động cơ điện nó sẽ mang lại được cái hiệu suất rất là tốt như vậy. Hầu hết những cái xe dùng số CVT mà không có hybrid, tức là không có điện, đấy, không có động cơ điện, thì cái cảm nhận của em ấy là thường là cái độ ồn do CVT gây ra nó sẽ lớn hơn. Đúng rồi. Nhưng ở đây là gần như là chúng ta chỉ nghe vù lên cái và nó vượt lên luôn. Chúng ta đi càng đều thì cái mức nhiên liệu nó càng giảm, thì đây là một trong những cái giá trị rất là rõ rệt khi mà sử dụng cái động cơ hybrid. Đúng rồi. Đấy, mặc dù ở tốc độ chúng ta đang đến 81 km/h thì cái động cơ điện của cái dòng xe này nó khá là lớn, nên là ngay cả tới 81 km/h nó vẫn đủ công suất để kéo xe đến cái tận tốc độ 81 km/h. Nếu cũng là hybrid, có những cái xe hybrid là cái tỷ lệ công suất điện nó rất là nhỏ, cho nên nó chỉ đi được ở những vùng vận tốc thấp. Lên vùng vận tốc cao là bắt buộc động cơ đốt trong phải hoạt động. Cho nên là cái hàng ngày cái lợi thế của nó nhỉ, khi ở cái vận tốc 81 là vận tốc khá là cao rồi, nhưng một bình động cơ điện vẫn đủ công suất để kéo cái xe đi. Nó chỉ huy động, trong trường hợp này là chúng ta sẽ huy động cái động cơ đốt trong vào hỗ trợ cùng. Đó là bởi vì sao? Bởi vì có thể là cái SOC là cái pin nó đang bị thấp xuống. Cho nên là động cơ điện không còn đủ công suất nữa. Đấy, nguồn điện không còn đủ công suất nữa thì động cơ đốt trong thôi. Còn nếu mà nguồn điện đủ thì mình cái động cơ điện nó có thể đủ lo được những cái việc này rồi. Ở đây để hiểu được về cái giá trị thì em xin lấy những cái chỉ số về nhiên liệu được không ạ? Ví dụ thông thường những cái mẫu xe hybrid trên thị trường trong cái tầm giá cùng cái xe này đổ về trở xuống, trong cái tầm giá thì của CRV trở xuống, thì hầu hết các chỉ số nhiên liệu khi đi trên đường trường thì nó sẽ bị cao hơn rất rất nhiều so với đi trong phố. Vì đi trong phố hybrid nó hoạt động nhiều do là chạy bằng cái động cơ điện nhiều ở cái vùng tốc thấp đâu đó chỉ khoảng 30-40 trở lại. Nhưng vừa rồi là một cái tình huống lên 80 đây, 80 đều và vẫn là dùng huy động công suất từ động cơ điện, từ pin đúng không ạ? Thế thì cái chỉ số nhiên liệu này nó cũng cực kỳ thấp. Thì đây là có phải là những cái con số nó chứng minh bằng cái thực tiễn đúng không ạ? Đúng rồi. Đó. Thường thì những cái xe mà hybrid như này thì thậm chí đi cao tốc là toàn bộ là chạy 80 trở lên là đều chạy động cơ đốt trong. Khi đấy là cái nhiên liệu này nó có thể lên đến 6 lít, đúng 5 lít mấy, 6 lít. Nhưng mà chiếc xe này đã càng đi nó càng xuống vào đâu đó nó chỉ 4.8 này. Đấy, chúng ta chỉ nhìn thấy là ở trên này khi mà động cơ đốt trong nó hoạt động, khi mà cái pin của nó thì xuống, nó không đủ năng lượng để cho một mình cái động cơ trong, nó chạy một lúc là động cơ pin nó sẽ lên đủ, thì khi lên đủ thì lại là một mình động cơ điện. Cho nên là cái tần suất hoạt động của động cơ đốt trong nó sẽ ít đi hơn rất nhiều ngay cả trên đường cao tốc. Và cái tỷ lệ thời gian hoạt động bằng động cơ điện trong suốt quá trình nó sẽ nhiều hơn, dẫn đến cái việc tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn.
ta có thể nhìn thấy khi pin nó lên này thì hoàn toàn động cơ đây, điện. Đâu đấy nó khoảng gần một nửa nhỉ? Gần một nửa. Đấy, tụt xuống một hai vạch thì lúc đấy là... Đấy. Thì đấy, điều đấy nó cũng lý giải tại sao mà trong cái trải nghiệm ban đầu, trong cái chương trình lái thử trước ấy, thì bọn em cảm nhận rằng chiếc xe này là đi trên cao tốc ấy. Một là nó tăng tốc rất là tốt ở giải tốc cao. Cái thứ hai là nó cũng êm hơn. Thứ ba là nó mượt. Đó. Đây, lại nhiên liệu sẽ tiếp tục giảm xuống. Khi chúng ta giữ tốc độ đều này liên tục. Có lẽ nếu mà có một cái thiết bị hoặc một cái chương trình thí nghiệm nào đấy, chúng ta có thể tính ra được cái việc là từ cái giải 80 đến 90 thì có lẽ cái tần suất, công suất hỗ trợ của động cơ điện nó chiếm bao nhiêu phần trăm, là cũng tính ra được con số tương đối. Đúng như rồi. Thế nhỉ? Thực ra trong những cái nghiên cứu mà ngày xưa tôi hãy làm ấy, rồi mà có nghiên cứu chuyên sâu hơn, thì đi trên cung đường này có một cái chỉ số đánh giá rất là hay là gì? Tỷ lệ quãng đường sử dụng động cơ đốt trong và tỷ lệ thời gian động cơ trong hoạt động trong cả một chu trình. Thì cái điều đấy nó sẽ thể hiện, nếu mà cái tỷ lệ thời gian hoặc là quãng đường động cơ đốt trong sử dụng thấp ấy, thì có nghĩa là cái xe đấy nó mang tiếng thuần điện nhiều hơn và gần hướng nhiều điện nhiều hơn. Đấy, thì tôi nếu mà ở đây chúng ta chưa có con số, nhưng với cảm nhận của tôi với hơi bộ này thì cái xe này nó sẽ tiếp cận với cả cái xe thuần điện nhiều hơn. Tức là cái mức độ gần gũi, tức là tiếp cận với cái chiếc xe điện của chiếc xe hybrid nào lớn hơn, chúng ta có thể đo bằng cái tỷ lệ hoạt động giữa xăng và điện, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Coi như cứ hình dung là xe điện là cái tỷ lệ động cơ đốt trong là bằng 0. Rồi. Đấy, 0%. Đúng rồi. Không có động cơ. Còn xe hybrid thì cái động cơ đốt trong nó có thể tăng lên hay giảm xuống như nào đó. Thế nhưng mà nó càng gần đến nhỏ xuống, cái tỷ lệ đấy nó càng nhỏ hơn thì có nghĩa là càng gần với điện hơn. Và ở đây có thể nói rằng là đấy là lý do tại sao mà trong tất cả cái chương trình trải nghiệm trước, chúng tôi luôn đánh giá cao cái hybrid của Honda CR-V là như vậy đấy. Tôi nghĩ rằng là nếu mà có cơ hội thì tôi sẽ cũng sẽ có trên tiền đi thành ảnh những cái nghiên cứu về cái xe này và có những cái con số cụ thể để cho độc giả mọi người có thể thấy rằng là nó là xe điện thật. Và nếu như các bạn muốn chúng tôi làm cái chương trình đó thì các bạn vui lòng để comment bằng số 1. Thì chúng tôi nhận được nhiều cái comment về số 1, còn không đồng ý thì chúng tôi để là số 0. Thì nếu cái tỷ lệ số 1 nhiều hơn số 0 thì chúng tôi sẽ làm những cái chương trình thí nghiệm, tức là đo trên các cái quãng đường và cái điều kiện hoạt động. Thử tính ra một cái tỷ lệ. Tất nhiên mọi yếu tố nó là tương đối chứ, nhưng mà nó cũng thể hiện được một cái vấn đề. Và tất nhiên là sẽ có sự so sánh với những cái mẫu xe hybrid khác. Thì chúng ta mới có được cái tương quan, đúng không ạ? Thì lúc nãy chúng ta đi ở tốc độ 80 km/h thì phải pin nó phải trên 50% nó mới huy động động cơ điện. Còn bây giờ chúng ta đi ở cái tốc độ có 46 km/h thì mặc dù chúng ta còn có 3 vạch pin thôi, nhưng mà động cơ điện vẫn là người và hoạt động, chứ động cơ đốt trong không hoàn toàn không hoạt động. Vâng, ở đây trong cái điều kiện như thế này, em có thể nói rằng đây là một chiếc xe điện trong điều kiện đi tốc độ này được không ạ? Đúng, bây giờ hiện nay trên màn hình tablo chúng ta đang hiện ở chế độ EV. Đó. Có nghĩa là lúc đấy là tôi đang đi một chiếc xe điện đấy. Đúng rồi. Như vậy có thể nói rằng chúng ta đang sử dụng 2 chiếc xe trên 1 chiếc xe, đúng không? Đúng rồi. 2 động cơ trên 1 chiếc xe, động cơ xăng và động cơ điện. Như vậy chi phí nó, em nghĩ về trong cái phần chi phí thiết kế chế tạo nó sẽ đắt hơn so với việc chúng ta làm một chiếc xe thuần xăng hay là làm một chiếc xe thuần điện. Chính xác, tức là về mặt công nghệ, độ phức tạp về mặt công nghệ của một chiếc xe hybrid thì nó phức tạp hơn cho cả hai loại, kể cả xe điện lẫn xe thuần điện hoặc là xe thuần động cơ đốt trong. Và trong cái thử nghiệm từ sáng cho tới giờ thì so với cái cảm nhận ban đầu thì em vẫn nhận thấy rằng là CR-V mới này đã có những cái giá trị khi mà đi ấy. Thứ nhất là cái khả năng cách âm tốt hơn, cái thứ hai là cái độ mượt mà, đặc biệt là cái bản hybrid, thứ ba là cái độ cân, rồi độ êm và cái độ an toàn cao. Với những cái sensing này tôi thấy là nó khá là, như người phân tích đây là nó kết hợp giữa cả cái thêm cái hỗ trợ của động cơ điện dẫn đến cái phản ứng của cả hệ thống truyền lực nó tốt hơn, cũng như hệ thống phanh nó nhanh hơn, đáp ứng nhanh hơn, cho nên là cái sensing của nó mình cảm thấy nó khá là hợp lý. Nó diễn ra theo những cái gì ý của mình đang nghĩ thì nó diễn ra đúng được như vậy. Thực sự là bây giờ tôi cũng đang rất là tò mò xem nếu mà tôi lái cái xe này thì tỷ lệ thời gian động cơ đốt trong hoạt động nó là bao nhiêu. Nhưng mà với kinh nghiệm mà tôi đã làm thì với các cái dòng xe khác và cái hệ thống hybrid khác thì tôi đoán nó chỉ loanh quanh 30% và thậm chí dưới 30% động cơ đốt trong ấy. Chiếc xe này? Chiếc xe này. Như vậy nó là sẽ là rất cao đúng không ạ? Tỷ lệ dùng năng lượng điện rất cao. 30%. Và điều đấy nó lý giải này, chúng ta càng đi này và cái mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của chiếc xe này
nó rất là thấp. Nó rất là thấp. Ở đây chúng tôi không cố gắng đi tiết kiệm nhiên liệu, chúng tôi đi một cách thoải mái. Và cái con số chúng tôi sử dụng là con số là ở trên đồng hồ của xe. Thì ngày hôm nay chúng tôi cũng để xem rằng là đi cả đường dốc nữa, đi cao tốc, đi chậm, đi nhanh, đi phố từ sáng đến giờ, thì chúng ta sẽ có được cái con số để các bạn có thể tham khảo. Và đó có phải là cái con số đáng để thuyết phục không ạ? Tôi nghĩ rằng đây là được chất điều kiện này nó giống như chúng ta đang lái xe bình thường, cho nên là nó là con số thật. Vâng. Đấy. Chúng ta sẽ cảm nhận. Tuy nhiên nếu mà có những cái điều kiện mà chúng ta đo chính xác hơn nữa, thì những cái con số đấy nó sẽ phản ánh một cách gọi là đầy đủ hơn. Ví dụ như chúng ta chỉ nhìn tổng thể đấy thôi, thì có những con số là lúc chúng ta tăng tốc thì nó sẽ tăng lên là bao nhiêu, còn chúng ta duy trì này nó là bao nhiêu. Đấy, rồi chúng ta có thể, nếu mà có những thiết bị đo chính xác thì chúng ta sẽ đo trong cả quá trình chúng ta đi, thì chúng ta có thể phân tích rằng là lúc nào là nó tốn nhiên liệu nhất, thời điểm nào tốn nhiên liệu nhất và vì sao được. Chúng ta sẽ giải thích được như thế, thì cái việc vận hành trong cái điều kiện nội đô hoặc là việc vận hành ở điều kiện Việt Nam thì chúng ta sẽ cố gắng tránh được những cái tình huống đấy. Thì nó sẽ còn tiết kiệm hơn nữa. Còn con số hiện thị ở đây là con số chính xác. Nhưng mà muốn sâu hơn nữa để nhìn để cho từng tình huống cụ thể, giao thông cụ thể làm nào để tiết kiệm, thì chúng ta sẽ cần những cái nghiên cứu sâu hơn. Em thì khá bất ngờ là đúng là thực sự là đi sử dụng cái động cơ điện rất nhiều từ sáng cho đến bây giờ, kể cả chạy trên cao tốc và cho đến bây giờ đi cái tốc độ nó khoảng 40 đến 50 trên cái đường tỉnh lộ. Và thực tế những cái xe này là những chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu rồi, nhưng cái việc tiết kiệm nhiên liệu sẽ, các bạn vẫn có thể tiết kiệm nhiên liệu hơn nữa nếu các bạn biết lái nó một cách hợp lý và đúng. Và chúng tôi cũng sẽ cố gắng đưa ra những cái lời khuyên bằng những cái thí nghiệm thực tế để cho các bạn có những cái lời khuyên để giúp cho các bạn có thể tiết kiệm hơn nữa. Nhưng mà ở đây có thể nói rằng là tiết kiệm thì tiết kiệm, em vẫn nghĩ rằng là tiết kiệm nó phải kèm theo cái yếu tố là an toàn. An toàn ở đây là khi mà tôi cần tăng tốc là tôi phải có tăng tốc. Đúng rồi. Vâng, vượt dốc là các kiểu, vượt xe nhanh là mình phải vượt dứt khoát. Đúng rồi. Và khi đổ dốc thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ tiến tiếp theo đến những cái cung đường dốc để và dùng cái sơ đồ hóa, cái mô phỏng hóa này, chúng ta có thể dự báo, dự đoán được. Thực ra trong các cái chương trình ban đầu, đánh giá ban đầu ấy, là cũng phải chia sẻ thật là bọn em cũng chưa quan tâm sâu về vấn đề này. Mà cho đến ngày hôm nay khi cầm lại chiếc xe này, bắt đầu là mình bắt đầu làm một cái chương trình cụ thể xem phỏng đoán, đúng không ạ? Cao cấp hơn chúng ta sẽ làm thí nghiệm. Em cũng rất mong chờ một cái chương trình như vậy. Con số chính xác. Vâng. Khi làm thí nghiệm một con số chính xác thì tôi sẽ phân tích được những cái tình huống cụ thể. Vâng. Tình huống giao thông cụ thể và như vậy nên làm như nào, và như vậy là tốt hay là không tốt. Vâng. Và sẽ giúp cho những người sử dụng sẽ có những cái lời khuyên chính xác hơn nữa. Vâng. Bởi vì cái cuối cùng khi mà tham gia giao thông thì một chiếc xe nó phải đi đến nơi về đến chốn. Đấy. Nhưng ngược lại trong quá trình sử dụng mà thực ra cá nhân như trong gia đình em cũng đang dùng một chiếc xe mà bây giờ nó cũng bị tốn xăng quá. Tốn xăng trong cái giai đoạn về suy thoái về kinh tế này là mình phải suy nghĩ chứ. Bởi vì là hàng ngày ví dụ thay vì mình đổ 1 triệu tiền xăng mình đi được 10 ngày 15 đây đi một tuần hết rồi thì cũng phải tính toán. Thực ra là trong cái bài toán mà khi bởi vì cá nhân chúng ta cũng có thể làm thôi, chứ trong kinh tế người ta đã có một cái gọi là tiếng Anh gọi là total cost owner, TCO, tức là tính toán tổng chi phí sử dụng cho cái xe. Đấy, tổng chi phí sử dụng bao gồm tiền mua này, tiền chăm sóc bảo dưỡng này, đấy, và tiền chi phí khi khai thác nó, và cái giá trị còn lại sau một thời gian ví dụ 10 năm sẽ bán được bao nhiêu, đấy là cái tổng chi phí chúng ta trừ đi. Và khi chúng ta mua một cái xe là chúng ta phải nghĩ tổng thể như vậy. Đấy, cho nên là có thể là cái xe ban đầu mua là giá trị cao nhưng cái tổng chi phí sử dụng họ lại gì, lại thấp, tiền xăng bớt đi, tiền bảo dưỡng duy trì nó vẫn thế, nó không tăng lên, thì như vậy là, và khi cái giá trị xe bán đi nó lại có thể là vẫn được cái giá cao chẳng hạn. Thì như vậy là cái tổng chi phí đây chúng ta lại thành thấp, chứ không phải là phụ thuộc vào cái giá xe ban đầu nó cao hay là thấp. Vâng, đúng rồi, tức là tính trên tổng chi phí sử dụng. Thực ra đối với các dòng Honda, đặc biệt là Honda CR-V ấy, thì các cái phần đối với dòng thuần xăng trước đây thì hầu hết các cái chi phí sử dụng cũng rất là tốt. Ở đấy có thể bóc tách ra các cái phần chi phí, một là chi phí về nhiên liệu. Đấy, cái thứ hai là chi phí về bảo dưỡng cũng rất là hợp lý, và cái thứ ba là cái gọi là cái tính thanh khoản và giá trị bán lại cũng rất là tốt, đặc biệt với cái dòng CR-V này. Bởi vì sao? Nó đã có cái thị trường thứ cấp chứng minh rồi. Đó là bao gồm thị trường chuyển nhượng đấy, của người đã sử dụng rồi bán cho những người muốn mua lại những cái dòng xe cũ. Đấy.
vừa rồi chúng ta đi qua cái đường siêu xấu. Ừ, siêu xấu. 12 km. Nhưng mà mức tiêu hao nhiên liệu nó chỉ 5.2 thôi. Đường không phải là quá cao. Vâng, đường so với một cái mức cái cung đường như thế. Đường là đường off-road, bây giờ chúng ta sẽ thí nghiệm đi. Ừ. Thử ở cái điều kiện là xuống dốc liên tục đấy ạ. Đúng rồi. Đây dốc đây là 10%. 10%. À, cái đoạn này là cái đoạn Ba Khang. Thì đây em sẽ giảm bớt đây. Cái đoạn này dốc 10%. Để B. Để B, ok. Và có thể tăng cái lực phanh hãm bằng cái lệnh chuyển số này. Lực ghi. Tức là với cái dốc 10% này, em có đạp phanh không? Em đã phải đạp phanh chưa? Chưa, hiện tại là chưa đạp phanh. Chưa đạp phanh đâu. Thì nó ghi. vẫn ghi cho cái động cơ chúng ta xe chúng ta thì khoảng 27, 28, 30 km trên giờ. Đấy. Cho một cái dốc dài. Thì thường những cái tiêu chuẩn về đánh giá phanh bổ trợ trên những cái dốc dài. Và là duy trì ở cái dốc 6, độ dốc 6% và dài 6 km, là tốc độ 30 km/h. Vâng, đấy là 29, hiện tại đang là 29 km/h đây. Đấy. Vẫn chưa phải dùng phanh, nhưng đến đoạn cuối này nó sẽ hơi nhanh một chút này. Đấy, và có rất nhiều người thì em sẽ phải phanh lại chút cho nó an toàn. Đúng rồi. Để giảm cái tốc độ xuống một chút nữa. Mình sẽ đổ dốc liên tục, đoạn này là dốc liên tục. Như này thì là không phải dùng phanh nữa rồi. À đây này, trên cái đồng hồ này đây. Đồng hồ chúng ta sẽ nhìn thấy cái tỷ lệ công suất tái tạo. Vâng. Xuống đến bằng này thì sẽ giảm cái lực phanh để xe nó trôi tiếp. Không phanh đây, tiếp tục là 10%, đường rất xấu. Đệm ga lên đi cho tí cho chúng ta sẽ nhìn thấy cái mức tiêu thụ nhiên liệu nó đang tụt dần. Vâng. Lúc ấy là 5.2, bây giờ đi có khoảng mấy trăm mét nó xuống còn có 4.9. Vâng. Trước đây là năng lượng tái tạo đúng không ạ? Đúng rồi. Năng lượng tái tạo từ đấy nó lại cấp cho pin, pin nó lại nạp lại cho động cơ. Dùng vận hành cái động cơ điện, vận hành cơ điện. Đây là lý do tại sao là tiết kiệm. Ở đây thì tôi cũng chưa rõ cái thuật toán này nó tính có. Thường thì những xe hiển thị này nó sẽ không có cái hiển thị là quy đổi từ gì? Từ điện sang được bao nhiêu xăng? Được bao nhiêu xăng? Vâng. Nó chỉ đê đo bằng đúng lượng xăng thôi. Bởi vì đây lượng xăng chúng ta gần như là không dùng đến nữa. Vâng. Thế nên là chúng ta vẫn cứ được đi tiếp, cho nên là nó sẽ giảm dần xuống. Thế còn nếu mà tính chính xác nữa là phải tính quy đổi là bao nhiêu điện nó tích vào trong pin. Trong pin. Đấy, thì đấy là cái lượng xăng thôi gì? Tôi nhận được và tôi nói là gì, chúng ta là đổ xăng không dừng, đổ xăng từ nãy giờ chúng ta đang đổ xăng mà. Vâng. Đấy, nhưng mà chúng ta chưa đo được cái lượng xăng ấy là bao nhiêu thôi. Nếu đo được ấy, thì cái lượng tiêu thụ nó sẽ chính xác, nó đấy, sẽ là thấp hơn nhiều. Mức tiêu thụ tiếp tục giảm, tiếp tục giảm. Đường này mặt bê tông nó hơi nhầy, nó bám nó không thực sự tốt như cái đường nhựa kia. 4.6 luôn, liên tục giảm. Có nghĩa đây càng đổ dốc thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ càng giảm. Càng giảm. Phanh càng nhiều đấy thì nó sẽ càng giảm. Và thường thì chúng ta đi tốc thấp. Đúng ra là những xe mà không có hybrid, tức là không có điện thêm, thì đi tốc thấp và đi cua nhiều, kể cả lên dốc lẫn xuống dốc đều phải tốn nhiên liệu hơn. Đúng rồi. Xuống dốc nó cũng tốn. Xuống dốc cũng tốn. Cũng tốn. Vì xuống dốc động cơ vẫn phải nổ máy. Vâng. Còn nếu chúng ta nhìn đây là hoàn toàn là động cơ không nổ máy tí nào tất cả. Đấy. Đấy. Chỉ có tái tạo thôi. Hoặc là điện đẩy ra một ít để kéo xe đi. Đấy, và lúc pin chúng ta đã đầy. Thì cái lượng pin mà đầy thêm này là chúng ta chưa biết được, nếu có thể là quy đổi giá xăng được nữa đấy. Và mình lại dùng khi mà nó lại khi lên dốc mình lại dùng thêm. Đấy, tụt liên tục về 4.4. Về 4.4. Dốc bây giờ chúng ta lại lên dốc trở lại. Như vậy là cái dốc dài của ấy là từ 12.2 cho đến 15. Tức là nó gần 3 km. Gần 3 km và chúng ta cả 3 km đấy là chúng ta đạp điện tái tạo. Bây giờ lại xuống. Lại xuống. Nó cứ thay đổi liên tục đấy, chúng ta có thể nhìn được. Giờ dốc xuống. Dốc 10%. Ở đây thì đây, em cũng vẫn chưa dùng phanh đâu. Mà em tăng cái mức phanh tái tạo đây. Ở cái cấp cao nhất.
thì chúng ta sẽ được 30 km/h. Và gần như không gánh, có nghĩa là hệ thống phanh cơ khí, má phanh bây giờ chúng ta đang không phải làm việc. Và đã không làm việc thì đầu tiên nó sẽ không bao giờ nó mòn. Và thứ hai là liên quan đến an toàn nữa. Đó là nó sẽ không sinh nhiệt và những cái sự cố gọi là đổ dốc mất phanh là nó sẽ hạn chế. Hạn chế đi. Đấy, tức là ngoài cái vấn đề là về tiết kiệm thì chúng ta nó còn tác động đến cái vấn đề là về tăng cái hệ số an toàn lên khi mà đi đường dốc. Thậm chí một người không cần có kinh nghiệm là phải dồn số như thế nào mà tôi chỉ cài mỗi số B lên thôi và chúng ta đi là rất là thoải mái. Đúng rồi. Đường mà như đường lên dốc xuống dốc như thế này rất là khó đi gập ghềnh mà 4.4, 4.5. Như thầy nghiên cứu về hybrid thì những cái chỉ số này với cái khối lượng, với cái cấu hình của xe như này thì mình có thể đánh ra ở cái cấp độ, ví dụ như theo thang điểm 10 đi, trong các dòng hybrid trong cái tầm tiền đi, thì nó có thể chấm được bao nhiêu điểm? Thầy hay chấm điểm cho sinh viên đấy ạ. Thực ra là ví dụ như với cái cung đường như này thì nó đã được chấm điểm thì có thể là cách chấm là tổng thể đi. Nhưng mà với cái cung đường như này thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ được điểm từ 9 điểm trở lên. Khá, bởi vì cái khả năng tận dụng tái tạo năng lượng của nó khá là tốt. Nó đã phát huy được hết cái công suất của cái động cơ điện và tận dụng được hết những ưu điểm của động cơ điện trong cái hệ thống này. Thưa thầy, thì vì vừa rồi chúng ta đã nói rất nhiều về cái ưu điểm của các cái dòng xe kiểu như là hybrid. Tuy nhiên em muốn nhờ thầy là tổng kết lại những cái giá trị trên chính cái mô hình hybrid của Honda CR-V là một mẫu xe cụ thể đang được gọi là thương mại hóa tại thị trường Việt Nam. Thứ nhất là có hai cái ưu điểm lớn nhất mà tôi nghĩ rằng là thứ nhất đó là về tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, tiết kiệm nhiên liệu rõ ràng chúng ta sẽ nhìn thấy nó tiết kiệm nhiên liệu khá là tốt trong cái cung đường chúng ta vừa đi. Có thể nói là cung đường chúng ta vừa đi là đường cao tốc có này, đường đồi núi gập ghềnh khó đi, những cái đường mà có cái, nếu đối với xe xăng thông thường thì là cái suất tiêu hao nhiên liệu nó sẽ tăng vọt lên, nhưng đằng này nó gần như không thay đổi nhiều. Đấy là cái nó giúp cho chúng ta bình ổn về cái việc tính toán chi phí vận hành là một tháng này đi hết bao tiền, nó gần như không phụ thuộc vào điều kiện sử dụng mấy. Đấy là cái cũng dễ dàng hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Cái thứ hai là cảm giác lái. Cảm giác lái của này rất là phấn khích. Nó chúng ta thích thể thao hoặc là chúng ta đi an toàn mà, nhưng trong những trường hợp cần phải tăng tốc cũng tốt. Mà nếu mà ai mà cảm giác thể thao thì xe này có chế độ sport nữa. Thì cái cảm giác lái rất phấn khích. Nhưng nó lại ngược so với các dòng xe khác là nếu sport thì thường là sẽ tốn nhiên liệu hơn. Nhưng thằng này sport thì nó có tốn nhiên liệu hơn nhưng lại cũng không nhiều so với cả cái chế độ thông thường, bởi vì phần lớn là điện hoạt động. Cho nên là chính vì thế nó sẽ tạo ra chúng ta cái cảm giác lái phấn khích nhưng an toàn và tiết kiệm. Đấy là cái mà tôi đánh giá ở cái dòng xe hybrid này là như vậy. Thì từ những cái giá trị đấy, đương nhiên tiết kiệm thì nó cũng mang sẽ lại cái giá trị về là thân thiện môi trường. Nói thì nghe vĩ mô thực sự, nhưng rõ ràng là em với thầy đang ngồi dưới một cái bóng cây như thế này mà không có những cái cây xanh thì rõ ràng là chúng ta sẽ rất là khó chịu dưới cái ánh nắng trực tiếp kia, đúng không ạ? Đúng rồi. Cái đấy là một cái điều bởi vì rất đơn giản. Nếu anh tiết kiệm được, có nghĩa là cái lượng phát thải anh biết đi. Và lượng phát thải đầu tiên ít nhất là lượng CO2 chúng ta cắt giảm đi rất nhiều, và chúng ta đang bị những cái chịu những cái gọi là ảnh hưởng từ cái lượng CO2 rất là nhiều, và môi trường chúng ta cũng đang bị hủy hoại bởi vì chính những cái khí thải của động cơ. Cái đấy thì rất đơn giản thôi. Tôi có thể kiểm nghiệm ngay bây giờ cho các bạn là cái chỉ số về ô nhiễm môi trường tại Hà Nội và tại cái thời điểm chúng tôi đang ngồi ở Vân Hồ, Mộc Châu. Đấy, để các bạn có thể thấy được cái sự khác biệt đó. Bởi vì ở Hà Nội bây giờ lượng xe lưu hành quá lớn, và đặc biệt vào cái thời điểm mà gọi là giờ cao điểm đấy thì còn khủng khiếp hơn nữa, thì cái lượng khí thải khủng khiếp. Ở Hà Nội thì nếu về khí thải thì nó có hai vấn đề nhỉ. Tức là giờ cao điểm là một, và theo mùa. Cái mùa mà chúng ta không có gió thổi ấy. Đặc biệt là chúng ta sẽ có những đợt vừa rồi mà cái trời mà mây mù nhiều, bản chất là không có gió. Cho nên là lượng khí thải bốc lên nhưng nó không thổi được đi. Cho nên là nó có những cái cảnh báo chỉ số chúng ta thành màu tím là như vậy. Coi như một cái phòng kín không có lưu thông khí. Và nó cứ tích tụ những cái khí độc đấy. Đấy, nó lại còn những cái yếu tố như vậy. Và rõ ràng chúng ta đang ngồi đây một cái không gian phải nói rất là thoải mái. Đấy. Thì cái tác động của nó một trên chiếc xe thì nó là ít, nhưng mà trên đơn vị triệu chiếc xe nó là rất lớn. Đúng không? Thì đấy là trong những cái thông điệp mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ. Hy vọng là các bạn và chúng tôi cũng sẽ chung tay xây dựng một cái môi trường rất tốt, không chỉ cho là tại Việt Nam mà tại các cái thành phố hiện tại đang ô nhiễm nữa. Chúng ta sẽ có những cái hành động cụ thể để mang lại cái môi trường sống tốt hơn. Đó, và một lần nữa thì cũng xin cảm ơn thầy Phúc ạ. Cũng xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.